Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh thị trường bất động sản sôi động, các nhà đầu tư bất động sản luôn tìm kiếm các vùng còn giàu tiềm năng và nơi giá đất còn rẻ. Trong đó, Thái Nguyên được nhắc đến là một trong những nơi đầu tư của khu vực phía Bắc và nhiều phân khúc đất đai còn khá màu mỡ. Các phân khúc đầu tư của thị trường bất động sản Thái Nguyên khá đa dạng, gồm đất nền, bất động sản khu đô thị, shop house, biệt thự. Mức giá đầu tư ở thị trường này được đánh giá là có lợi thế so với các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang hay Hưng Yên, Hải Dương cùng tiềm năng tăng trưởng. Với phân khúc đầu tư đất nền, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các cơ hội tại thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và đặc biệt là ngay tại thành phố Thái Nguyên. Các khu vực này có triển vọng phát triển và trong tương lai gần được hưởng lợi nhiều từ việc định hướng quy hoạch của các tỉnh, thành phố. Với phân khúc nhà phố, nhà liền kề, nhà đầu tư có thể tìm đến các khu đô thị, các dự án ở trung tâm thành phố ở vị trí đẹp như trục đường Cách mạng tháng 8, đường Hoàng Văn Thụ, trục đường Bắc Nam, đường Phan Đình Phùng. Với phân khúc này, nhà đầu tư có thể kết hợp tích lũy tài sản và cho thuê sinh lời, nên cần lựa chọn những dự án có vị trí trung tâm, gần khu vực hành chính và là nơi tập trung dịch vụ giải trí, trung tâm thương mại. Sự phát triển của các khu công nghiệp kéo theo lượng lớn các chuyên gia, người lao động trong và ngoài nước đến với Thái Nguyên làm việc, tạo nhu cầu lớn về nhà ở. Đầu tư nhà cho thuê cũng là phân khúc có thanh khoản tốt tại thị trường này. Thị trường Thái Nguyên có rất nhiều tiềm năng, tuy nhiên trước khi ra quyết định, các nhà đầu tư nên lựa chọn những dự án được đầu tư bài bản, ở vị trí chiến lược và có pháp lý vững vàng. Thị trường bất động sản Thái Nguyên đang phát triển sôi động, mạnh mẽ. Để tích lũy và có giá trị sinh lời lớn, nhà đầu tư có thể cân nhắc ngay từ bây giờ.